Hơi thở từ sổ tức tùy tức
gần chỉ quá hoàn tịnh vân vân. Đó là để tâm chúng ta được an định. Rồi sau học niết bàn, niết bàn tức là buông xả tất cả, không bị dính mắc những pháp hữu vi, những cái pháp còn thế tục đó, mình không còn dính mắc nữa, thì đó là niết bàn. Còn người ưa trí nhiều đi thẳng đến niết bàn, tức là cái người ưa trí thì thấy rõ các pháp nó là giả dối, nó là tạm bợ, cho nên không có giữ, không có theo một pháp nào, đó là được niết bàn. Như vậy mà hai bên, một bên học định rồi mới sao học niết bàn, còn một bên đi thẳng vào niết bàn là để nhận thấy các pháp hư ảo rồi xả hết, không có một cái niệm nào đuổi theo, thì như vậy đó là được niết bàn. Bởi vậy người ưa trí nhiều thì đi thẳng niết bàn là chỗ đó đó. Người đi thẳng đến niết bàn là chưa đoạn được phiền não, cũng chưa đắc thiền, chỉ chuyên tâm không tán loạn, thẳng cầu niết bàn, vượt qua các thứ phiền não ái vân vân, ấy gọi là niết bàn. Người mà đi thẳng niết bàn đó là tại vì họ thấy phiền não là gốc đau khổ, phiền não là những thứ trói buộc, cho nên họ cố đi thẳng đến niết bàn, họ đoạn hết phiền não để tâm an lạc, tức là xả hết mọi cái ái trước nó trói buộc mình, thẳng tới cái chỗ được an ổn thanh tịnh, đó gọi là niết bàn. Vì vậy mà nói đó là niết bàn. Như vậy thì ở đây phần đầu đã chỉ cho chúng ta thấy rõ cái đường lối tu. Người tu thiền, có người tu định rất là sâu mà lại có những cái niềm vui trong định, thì đó cũng là cái kết quả của thiền định, nhưng mà chưa phải là niết bàn. Còn có người tu tuy tâm chưa định, nhưng nhờ trí tuệ quán chiếu, họ thấy rõ tất cả pháp là hư giả, là bất tịnh vân vân, rồi họ tự xả ly, không có đam mang, không có dính mắc, thì tự họ thẳng tới niết bàn. Tuy tâm họ còn trong cái đạo mà vẫn được niết bàn, đó là nói rằng họ dứt được cái phiền não ái đó, thì vậy mà gọi là niết bàn. Sở dĩ chúng ta tu có hai cách. Một cách là để tâm mình thực thanh định, đó là đi thẳng vào định. Một cách là dùng trí để phân biệt, chia rẽ các pháp, thấy nó là hư dối, là nhớt nhúa, là đáng giá, rồi xả, không dính, không mắc nó, thì đó là trí tuệ. Và khi không dính mắc cũng là niết bàn. Tuy niết bàn nhưng mà chưa có sạch phiền não. Đó là để nói tổng quát. Bây giờ nói từng phần. Một, thân niệm chỉ thân thật vô thừa, khổ bất tịnh vô ngã, mà điên đảo chấp thân là thừa, là tịnh ngã. Do đó cho nên mọi người đều đắm mến thân, ấy là hạng chúng sanh thấp tột. Hành giả vì muốn phá cái điên đảo nên tập tứ niệm chỉ quán. Quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn, từ nhân duyên sanh nên vô thừa, các thứ não hại nên khổ. Thân có 36 vật nên bất tịnh, bởi không tự tại nên vô ngã. Tập quán như thế, quán thân trong thân, quán ngoài thân, quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, ấy gọi là thân niệm chỉ. Đây là dạy cho chúng ta tu cái quán. Thường thường thì chúng tôi ngày xưa học thuộc lòng là
quán thanh bất định, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là cái gốc của tu tứ niệm chỉ hay là tứ niệm xứ. Thì ở đây phần đầu của thanh niệm chỉ thì các ngài nói chung là thanh thạch vô thừa, khổ bất tịnh, vô ngã, mà điên đảo chấp thanh là thường, là lạ, là tịnh, là ngã. Đó là cái hạng người thấp nhất, hạng chúng sanh thấp nhất. Thì quý vị xét coi mình ở đây hạng chúng sanh cỡ nào, hạng thấp tột hay là thấp vừa vừa. Nếu mà thấy thân mình là sống lâu, đó là thường. Thấy thân mình là vui, thấy thân mình là sạch sẽ, thấy thân mình là thiệt tan, thì đó là hạng chúng sanh thấp tột. Bây giờ quý vị kiểm lại, nếu mà chúng ta là hạng chúng sanh mà cao cao á thì chắc khỏe, phải không? Còn nếu thấp độ thì sao? Chắc không qua được vui. Nhưng mà giờ sự thật thì sao? Chắc biết hết rồi, ai cũng biết mình. Có người nào thấy thanh này không thiệt không? À, ai cũng thấy thanh thiệt. Đó là một cái điều để chấp thanh là thật rồi, lâu đó. Rồi thấy mang cái thanh này vui hay khổ? Khổ mà ít ai nghĩ khổ. Bữa nay giả sử có cái gì buồn, có cái gì không có được hài lòng, nhưng mà nghĩ mai mốt vui. Nghĩa là cái mong mỏi, cái chờ đợi, cái vui, tưởng tượng mình sẽ vui, chứ không bao giờ nói rằng mình sẽ khổ. Rồi thân này là nhớt, nhơ nhớt hay là sạch sẽ? Nhưng mà có ai dám, ai đi từng đi gần tôi nhơ nhớt lắm, có dám nói vậy không? Không nói vậy mà bị người ta chê, anh hay là chị ăn mặc dừa dế quá, cái giận không? Chắc không có mặt người đó lắm. Đó. Thì như vậy thì chúng ta nhớt mà không chịu nhớt. Như vậy thì sao? Là cho mình đúng là ngon lành lắm, mình sạch sẽ, mình tốt đẹp, chứ không có bao giờ thấy mình là nhơ nhớt. Rồi thanh này mình không có cái ta thiệt, mà quý vị có nhận thanh này cái ta không thiệt không? Hay là ai chọc tới cái thì dỗ nghiệp tôi thôi, phải không? Dỗ nghiệp sinh ta liền đó. Thì như vậy mới thấy, nếu mà kể đủ bốn điều này thì trong đây nói là hạng chúng sanh thấp nhất. Ai đủ bốn điều đó là hạng chúng sanh thấp nhất. Thì quý vị kiểm tra lại mình cho biết mình hạng nào ạ? Từ hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4. Thì nếu hạng 1 đó là thấp nhất, phải không? Tức là bốn cái điều này mà mình không có một cái hay nào hết thì đó là chúng sanh thấp nhất. Như vậy thì chúng ta phải tu như thế nào? Ở trong đây nói hành giả vì bốn phá điên đảo nên tập tứ niệm chỉ. À, vì bốn phá cái điên đảo đó, điên đảo là thân là vô thường, chấp thừa, thân là nhớt chứa, chấp là tịnh, thân là khổ mà chấp là vui, thân là không có ta mà chấp là ta. Muốn phá bốn cái đó cho nên mới tu cái tứ niệm chỉ này. Như vậy thì quý vị thấy rõ từng phần trong cái tứ niệm chỉ. Đây, cái phần thứ nhất đây là nói quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn từ nhân duyên sanh nên vô thường, các thứ não hại nên khổ, thân có 36 vật nên bất tịnh, bởi không tự tại nên vô ngã. À, bây giờ người biết tu thì phải quán chiếu lại cái thân của chúng ta như thế nào. Thường thường cái từ điên đảo ở đây nói, quý vị biết điên đảo là sao không? Điên đảo
chứ đảo là lộn ngược. Lẽ ra nó là ở dưới mà đổi lên trên, hoặc nó ở trên mà đổi lộn xuống dưới lại là điên đảo. Thân này có đủ bốn thứ là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là vô ngã. Mà bây giờ mình thôi nói nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì nguyên nó là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Mà mình đảo ngược lên, phải không? Mình lại nói là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì như vậy đó gọi là điên đảo. Như vậy thì quý vị có điên đảo không? Chúng ta là hạng chúng sanh thấp nhất, mà cho nên cái nghĩ, cái chấp điên đảo. Vậy mà ai nói sao chị điên đảo quá, giận không? Thì cái gốc đã điên đảo rồi, thì tất cả cái khác nó cũng là điên đảo theo thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu cho thấu đáo cái lẽ thịt này, để rồi chúng ta không còn có cái hiểu lầm. Bây giờ muốn hiểu cho thấu đáo thì chúng ta phải làm sao? Phải quán thân. Quán thân tức là xem xét lại thân mình. Có rất nhiều thứ khổ hoạn, rồi từ nhân duyên sanh nó vô thường, các thứ khổ, các thứ não hại nên khổ. Vậy thân này là nhân duyên sinh, mà có sinh thì nó có diệt. Quý vị thấy thân chúng ta thường hay vô thường? Lanh quanh huynh đệ lâu gặp nhau, gặp lại cái đầu người này đã có điểm xương, và từng người kia cái răng đã có món hết mấy cái, phải không? Nghĩa là lâu lâu gặp thì có thay đổi, thì đó là thường hay vô thường? Như vậy thì thân này là cái vô thường. Mà đã là vô thường mà chúng ta lại tưởng nó thường, là tưởng trúng, là tưởng trật, tưởng trái với cái lẽ thật, phải không? Còn Phật muốn chỉ chúng ta nhận chân cái lẽ thật đó để chúng ta đừng có lầm. Nếu mình tưởng sai, tưởng trái thì đó gọi là si mê. Nếu mình nhận đúng lẽ thật thì đó là thức tỉnh, là giác. Như vậy thì quý vị cần phải xét cho đúng để trở thành người giác. Mà người giác cứ gọi là Phật tử chứ. Phật tử là con của Phật. Mà Phật là giác ngộ viên mãn hay là giác hạnh viên mãn? Thì mình là con Phật thì phải giác nhiều, ít ra cũng một tí xíu. Tí xíu mới gọi là con Phật. Cái giác nhỏ xíu đó là con của Phật. Phật thì giác trọn vẹn, chúng ta giác được chút xíu. Bây giờ cái thân này mà chúng ta biết nó là vô thường, không có lâu dài, thì đó chúng ta giác hay mê? Dễ quá, phải không? Còn nếu thân này là lâu dài, là thiệt, thì đó là mê. Mê tức là nói không đúng sự thật. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này không có ai mà bảo đảm mạng sống mình tới đâu. Nếu ngày nay còn, mừng ngày nay, chứ ngày mai chưa chắc. Nói ngày nay, ngày mai đó là chúng ta nói một cách có giới hạn, có chừng mực. Như Đức Phật thì Ngài nói sao? Mạng người trong hơi thở. Phải nghe nó có buồn chưa? Mình còn nói ngày này, tháng kia, còn Phật nó chỉ trong hơi thở thôi. Bởi vậy nên trong kinh có một đoạn Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Thì các thầy tỳ kheo thứ tự trả lời: Bạch Thế Tôn, mạng người sống được vài ba năm. Phật nói ông chưa hiểu đạo. Rồi thầy tỳ kheo khác với Bạch Thế Tôn, mạng người sống vài ba tháng. Phật cũng lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Tới cái người kế như là Bạch Thế Tôn, người mạng người sống trong một bữa ăn, Phật cũng lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Tới cuối cùng một thầy tỳ kheo đứng lên: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Phật gật đầu, đó ông đã hiểu đạo, phải không?
Như vậy thì mạng sống chúng ta đặt nó thời gian này thời gian nọ, nhưng mà thực tế thở kỳ ra không biết vô là chết, phải không? Mà thở ra rồi không biết vô thời gian bao lâu? Mà có người nào khi sắp chết mà không thở kỳ ra không? Đều phải thở kỳ ra. Như vậy cái mạng người chỉ trong cái hơi thở chót rồi, thở ra mà không biết vào là chết, để vô thường không? Nó quá là vô thường mà chúng ta tưởng thường, cho nên gọi là si mê. Nếu người nào thấy thân mình vô thường, không có lâu dài, thì mình phải sạch. Một là có dành hơn, dành thua, dành phải, dành quá, sai trái, thì gọi đó là đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta chết già, chết trẻ gì cũng thở khì ra, không biết vô là chết, phải không? Đó là cái lẽ thật, muôn người như một, thì thấy được vậy là thấy đạo. Còn chúng ta cứ được 10 năm, 20 năm là chưa thấy đạo. Mấy thầy Tỳ kheo nói là 5-3 năm hay là vài 3 tháng, nói vậy là ngắn lắm đó, phải không? Thế nên hỏi chúng ta bây giờ, mạng người sống bao lâu thì quý vị nói nhiều. Cái bạch Thế Tôn ngày xưa thì chừng 60, thế bây giờ 70 này, phải không? 70-80 tuổi là thì theo cái định của mình bây giờ là vậy. Nhưng với Phật thì Ngài không có định, mà Ngài nói chỉ sống trong hơi thở, thở kỳ ra không hít vào là người ta chết ngay, không có cái gì khác. Như vậy thì chúng ta quan sát tường tận cái lẽ thật đó thì gọi đó là chúng ta biết tu. Tu là để quan sát cho đúng với chân lý, đúng cái lẽ thật. Mà quan sát cái gì? Quan sát bản thân mình là thiếu hết. Quan sát bản thân mình cho đúng lẽ thật, đó là chúng ta tu. Cho nên ở đây nói là nó vô thường. Nửa giờ hỏi thân này là khổ, tất cả những cái cảm giác chúng ta lãnh thọ đó là khổ hay là vui, thì đó nói cho bằng sao tôi sẽ giải thích kỹ. À, rồi đúng ra phải quán thân này nó có 36 vật nên nó là nhớp nhúa. Quý vị nhớ trong 36 giờ cách khi tôi học quán, tôi phải buộc lòng tóc lông răng móng da thịt gân xương vân vân, cả cái hết thảy là 36 món, kể cái nào ra cũng nhớp hết trơn. Bây giờ tôi chỉ kể như tóc nè, da nè, thịt nè, gân nè, xương nè, răng, gần nhất là răng. Thì chúng ta ai cũng có đi nha sĩ nhổ răng, phải không? Thì răng nó còn ở trong hàm, mình có gớm không? Không có gớm, nhưng mà khi nhổ ra rồi thấy gớm không? Mà răng của ai? Khúc mình đem ra khỏi miệng thấy gớm rồi. Thì như vậy nó sạch không? Nếu nó sạch thì mình không gớm, mà nó gớm là không sạch. Như vậy rồi từ lâu rồi da thịt mình mới liền lạnh vậy thì còn tương đối được, mà nếu có ung nhọt có mủ thì lúc đó trong da thịt lầy mủ nó có hôi hám không? Mà hôi hám có gớm không? Khi nào da thịt mình có mủ mình dám lấy tay khởi biết và liếm thử qua không? Dám không? Cái của mình chứ có ai đâu mà gớm, nhưng mà rồi vẫn gớm như thường. Như vậy thì mình thấy rằng rõ ràng mình thân này nó là nhớp nhúa, phải không? Mà nó nhớp nhúa mà mình lại cho nó là sạch thì đúng là thành chưa? Đó là một cái tưởng tượng sai lầm, phải không? Vì vậy mình nói là điên đảo. Nhớp nhúa biết nó là nhớp nhúa thì đó là cái lẽ thật. Như vậy chúng ta tu là phải thấy cái thật ngay nơi bản thân mình, thấy được tường tận thì đó là chúng ta khéo tu. Mà thấy tường tận rồi thì mọi cái tham đắm về nó không còn nữa. Bởi vì quý vị nhớ trong kinh có kể lúc Đức Thế Tôn sắp thành Phật
thì đám mỹ nữ mà do Ma Vương nó hiện ra tới rồi trêu chọc ngài thứ thứ hết. Thì ngài cứ nói đi đãi nha môi cuối ta không có dùng. Phật thấy cái thân này là đãi nha môi cuối, ngược lại mình thấy là gì, thấy thân là quý, phải không? Đó. Mà quý vị xét kỹ, có phải đãi nha môi cuối không? Bởi nó hôi thối cho nên nó lỉ nó chảy chỗ nào thì đều dơ trên. Nó lỉ chảy cái mà gọi là tinh anh nhất là trong con mắt. Vậy mà con mắt nó ra ra nước mắt thì còn đỡ đỡ, mà ra ghè thì sao? Cũng gớm chứ thường. Như vậy thì có chỗ